Chào quý các bạn, trên hình bạn có thể thấy đây là phần màn hình của Samsung Galaxy A618, A600 mà AMOLED rất là mỏng như này. Khi mà gặp lỗi sự cố liên quan đến phần màn hình cảm ứng của Samsung Galaxy A618, lỗi hỏng cần một địa chỉ thay mới màn hình cho Samsung Galaxy A618. Quý các bạn vui lòng liên hệ 0961234534, kỹ thuật viên để di động cao cấp.vn sẽ tư vấn, hướng dẫn cụ thể chi tiết vì các bạn. Chúng tôi hiện có tất cả các linh kiện trên Samsung Galaxy A618 nói chung và phần màn hình của máy nói riêng để mới vì các bạn khi cần. Quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi thay mới màn hình cho Samsung Galaxy A618 nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin ơn quý vị các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn.